Thưa đại chúng, ở trong Phật học á, chúng ta thường có một danh từ thanh lương. Ví dụ như mình tụng cái bài Tán Dương Chi á, trước khi mà mình làm lễ sái tịnh, bất cứ ở nơi nào cần làm một cái lễ gì với cái ý nghĩa là làm cho chỗ đó thanh tịnh, thì mình thường có một cái chung nước và một cái nhánh hoa, hay là một cái nhánh, một cái chùm lá. Rồi quý thầy trước khi bắt cái bài kệ để mà mình cái bài sướng để mà mình làm cho cái ly nước nó trong sạch đó, thì mình tụng cái bài Dương Chi Tịnh Thủy. Có nhớ bài đó không? Biến sái tam thiên đó, tánh không bát đức lợi nhân thiên, thì trong đó có câu là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Chữ thanh đó là trong sạch, chữ lương nghĩa là mát mẻ. Nơi nào mà chỗ đó nóng bức, chỗ đó ô uế, thì mình làm cho nó trong sạch và mát mẻ. Cái ý nghĩa là vậy. Cho nên bất cứ cái gì mình muốn nói lên được cái ý nghĩa là làm cho chỗ đó, cái vật đó được trong sạch, được mát mẻ, thì mình đều lấy cái nước làm cái biểu tượng. Bởi vì cái gì mà dơ thì lấy nước rửa. Cho nên bất cứ ở nơi nào nói lên cái sự tẩy sạch thì chúng ta dùng nước, và cái từ của chúng ta đó là làm cho cái chỗ đó được thanh lương. Cho nên mình niệm là Thanh Lương Địa Bồ Tát, tức là cái giọt nước này nó có khả năng làm cho mảnh đất này trở nên trong sạch mát mẻ, và nó có công năng, cái sự thanh lương trong sạch này có công năng như một vị Bồ Tát. Cho nên mình niệm Thanh Lương Địa Bồ Tát. Ở nơi nào mà có sự mát mẻ, nơi đó nói lên sự thanh lương. Và Đức Phật cũng được ví như là một cái điểm tựa rất là thanh lương, mát mẻ, trong sạch để chúng ta nương vào đó. Ví dụ có một cái bài tán ca ngợi Phật đó, Bồ Tát Thanh Lương Địa Du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận Bồ đề ảnh hiện trung. Xin lỗi, Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt. Cái bài đó gọi là Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt. Du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận Bồ đề ảnh hiện trung. Nghĩa là vị Bồ Tát mát trong như là một vầng trăng. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt du ư tất cánh không, tức là đi đi khắp cả cái cõi hư không này, cái vầng trăng trong mát đó đi khắp cõi hư không này. Thì nếu mà cái tâm của chúng sanh mà trong là sạch thì ánh trăng đó sẽ dọi vào trong cái đáy nước đó. Ví dụ như là hôm nay mình ở dưới này có một cái hồ nước trong, ở trên kia thì có một mặt trăng rất là sáng, thì mặt trăng đó sẽ soi chiếu xuống cái dòng nước này. Cũng như thế, nếu tâm mình mà trong sạch thì mình sẽ thu nhận được cái ánh trăng đẹp đó, nghĩa là mình thu nhận được cái hình ảnh của Phật. Ví dụ như tâm mình mà yên tịnh thì tự nhiên những cái gì nó có mặt, cái sự mát mẻ, dịu dàng, hiền từ, cái gì đẹp nhất nó có mặt. Mà hôm nào mà tâm mình mà không không thoải mái, không dễ chịu, thì tất cả những cái cấu bận, những cái khổ đau, phiền não gì nó có mặt. Cho nên cái câu là Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, Bồ Tát ví như là một ánh trăng rất đẹp, rất trong, rất lành và rất mát, đi ngang, đi khắp cõi hư không này. Và chỉ cần tâm của chúng sanh mà lặng thì tất cả những cái hình ảnh đẹp của Phật, của Bồ Tát đó nó đều thu vào trong cái tâm của mình. Thì có một thiền sư Việt Nam đã dịch như thế này: Phật là vầng trăng mát đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Chỉ cần tâm mà của chúng ta lặng được thì ánh trăng đó nó dọi xuống thôi. Như vậy thì hàng ngày á, chúng ta ngồi tĩnh á,
Để cho cái tâm mình tịnh xuống là để làm gì? Để cho cái tâm Phật với tâm mình nó tương ưng với nhau. Khi mà chúng ta tụng kinh để làm gì? Để chúng ta thu nhận lời Phật dạy, để chúng ta tu tập, để chúng ta làm thanh tịnh hóa cái tâm mình. Mà khi mình tu tập, mình thanh tịnh hóa được cái tâm mình thì tâm mình với tâm Phật tương ứng. Vì cái lời đó là lời Phật dạy. Phật đã sống được như vậy, Phật tu được như vậy, Phật nói được như vậy. Bây giờ mình trùng tuyên lại như vậy, mình đọc như vậy, mình tu như vậy thì tâm mình với tâm Phật nó dung nhiếp với nhau, tương ứng với nhau. Hay nói một cách khác, hôm nào mình tụng kinh bằng cái tâm yên tĩnh, tự nhiên mình thấm lời kinh lắm, phải không? Bữa nào mà mình tụng mà lo ra, nghĩ ngợi đủ thứ rồi, miệng thì tụng mà kinh không có, mình tụng vậy thôi chứ không có chữ nào vô đầu rồi đó. À, nhất là lúc mà mình buồn ngủ nè, lúc mà mình mệt mỏi nè, lúc mà mình đang có việc phải lo nè, thì tự nhiên cái miệng mình vẫn tụng, chữ không có sai. À, mà thậm chí nó lâu lâu nó lộn một vài chữ thôi, nhưng mà tụng xong thời kinh hoàn toàn chúng ta không có một câu nào nó để trong lòng, tại vì nãy giờ mình tụng bằng cái tâm lo lắng. Còn hôm nào mà tâm mình yên tĩnh, mình cảm nhận, tụng tới đâu cảm tới đó, tụng tới đâu cảm tới đó, tại vì lúc đó tâm mình lặng, thì kinh là như trăng, tâm mình là như cái hồ nước, thu hết chữ nghĩa như mình thu hết. Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thấy không, chỉ cần hồ tâm chúng sanh lặng thì trăng hiện bóng trong ngần. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận. Nếu mà chúng sanh mình cái tâm dơ bẩn nó tận rồi thì Bồ Đề ảnh hiện trung, cái bóng dáng của Bồ Đề đó nó sẽ hiện ở trong cái dòng nước đó. Cái đó là tượng trưng cho tâm. Thì cũng như thế, hàng ngày mình tu tập đó, mình rèn luyện cái tâm đó, là cái mục đích chính của mình đó. Tu không làm gì, không có gì khác hơn là làm sao mình tập cho cái tâm mình làm sao mỗi ngày nó tịnh, nó lắng xuống. Cái chữ thanh lương trì trong kinh Hoa Nghiêm dùng là để chỉ cho cái nơi, cái hồ nước trong sạch, hay là như trong kinh nói đó là niết bàn. Thanh lương trì là nơi chốn của niết bàn. Tại sao vậy? Tại vì nơi đó người nào đang nóng bức, đang phiền muộn mà được vào trong cái ao đó thì liền mát mẻ thanh tịnh. Ví dụ mình đang đi ngoài nắng, đi nắng quá khó chịu, được bước vô trong trong cái nhà này, trú nắng ở trong cái chỗ mát, và được một ly nước mát tới nữa thì sao? Trời ơi, vừa mát mà vừa dễ chịu. Thì cái nơi nào mà mình làm cho mình an ổn, yên tĩnh thì nơi đó là nơi thanh lương. Nơi thanh lương, chữ lương là gì? Lương là mát mẻ. Chữ thanh là trong sạch. Cho nên thí dụ mình đi chùa mà ngày hôm đó mình đang buồn khổ ngoài quá, mình bước vô chùa lắng xuống. Cách đây một tuần có một anh Phật tử chở Pháp Hòa đi công việc, tới nhà anh cúng cho gia đình. Thì anh mới nói là con hồi nào giờ không có đi chùa, nhưng mà từ khi con cưới vợ, vợ con là một người rất thích đi chùa. Mặc dù không hiểu nhiều nhưng mà hiểu theo cái kiểu nhân gian á, đi chùa để Phật phù hộ rồi đại khái. Và năm nào cô cũng dặn con là Tết là phải đi chùa lễ Phật. Thì con làm theo vợ thôi, tại vì thứ nhất là đi chùa cầu bình an. Nhưng mà có một cái lạ là khi mà con vô chùa, con thắp nhang lại Phật rồi á, con lại thích ngồi ở trong chùa. Tự nhiên ngồi một hồi, người con nó nhẹ nhàng, nó thư thới. Có một dạo ảnh đi như vậy, cứ cách ngày hai ngày Pháp Hòa thấy anh, thì Pháp Hòa tưởng anh có chuyện buồn. Nhưng mà sau này tới làm quen hỏi thăm thì không có. Tại vì anh rất thích cái khung cảnh buổi trưa ở trên chùa. Ở ngoài nó đang nóng, ở trong chùa thì nó thoáng á. Rồi cái mùi nhang trầm nó thoang thoảng, làm cho anh ngồi mà anh thanh, người anh nó dễ chịu vô cùng. Thì cái nơi mà anh đang ngồi đó là gì? Là thanh lương trì. Trì là cái ao, cái hồ, phải không? Vậy thì khi nào mà tâm mình nóng bức,
mà mình đến được một nơi nào đó làm cho mình thoải mái dễ chịu, nơi đó là thanh lương trì. Và người ta nói rằng ở nơi đó có một loài long vương gọi là vô nhiệt ở trong đó. Vì vậy cho nên là chúng ta thường dùng cái từ là thanh lương. Mọi loài mát mẻ sống yên vui, cõi uế hóa ra làm cõi tịnh. Lấy cái ly nước bắt ấn rồi để ấn này là để tượng trưng cho gì? Sự định tĩnh, sự kiên trì, sự nhất tâm. Cho khi mà đưa cái ấn vô trên cái ly nước đó là tượng trưng cho chú tâm vào trong đó. Chú tâm vào trong đó và nguyện cho ly nước này rắc tới đâu, rải tới đâu, dù một giọt nhưng mà mười phương này cũng sẽ được thấm nhuận. Năng linh nhất đích biến thập phương, chữ đích là một giọt, nhất đích là một giọt, nhất sái là một rải. Có khi để là năng linh nhất sái, một cái rải thôi thì cũng có khả năng biến thập phương, biến cả mười phương. Cõi uế hóa ra làm cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui. Cho nên ở trong nhà mình á, mà ngày hôm nào mà mình đi về nhà mà không có gây gỗ, mà mọi việc được êm thấm, thì tự nhiên mình nói nhà hôm nay mát mẻ quá, nhà hôm nay dễ chịu quá. Nếu mà cái nhà nào mà thường gây gỗ thì nhà hôm đó, ngày nhà đó nhiệt lắm, não lắm. Nhiệt não là gì? Nóng bức, làm cho tinh thần mình khó chịu, gọi là nhiệt não. Có một cái bài kinh Bát Nhã Hạnh: những vị Bồ Tát nào vào đời diệt trừ chướng ngại và phiền não, phát tâm tịnh tính nơi Niết Bàn, đều nên noi theo Bát Nhã Độ. Các sông lưu nhuận, châu diêm phù, làm tươi dược thảo và hoa quả, đều do quy lực của Long Vương cư trú nơi hồ vô nhiệt trì. Vô nhiệt trì tức là cái hồ đó nó không có sự nóng bức. Cho nên ở nhà mình đang ở cũng là hồ nước. Và cái hồ nước quan trọng nhất là nước gì? Hồ tâm của mình. Hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Pháp Hòa giới thiệu hai chữ thanh lương ấy, để Pháp Hòa muốn dẫn vô bài kinh. Rồi bài kinh này Đức Phật nói là người nào có được sáu cái pháp này thì người này đang chứng ngộ được vô thượng thanh lương. Cái thanh lương là trong, là mát mà không phải mát thường, vô thượng. Vô thượng là gì? Không có cái gì hơn được đó. Thí dụ mình ca ngợi Phật: Pháp Vương vô thượng tôn. Phật là đấng Pháp Vương không có ai hơn được. Pháp Vương vô thượng tôn. Hay là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Cái pháp này không có pháp nào trên. Bát Nhã thị vô gì đó. Vô đẳng đẳng chú, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú. Không có gì hơn được cái này. Nói như vậy không có phải là mình khoe, mình dành, mình hơn, nhưng mà thật sự trên đời này những cái gì mà chúng ta làm được, thí dụ như mình nhẫn được 3 lần mới có nhẫn à. Mà nhẫn đến mức độ là bây giờ cái chuyện đó đối với mình nó không có còn gì để mình phải khổ đau phiền não nữa, gọi là gì? Vô thượng nhẫn. Cho nên có nhiều người cũng giác vậy đó, nhưng mà giác chút chút, hay là lúc giác lúc mê, thành thử cái đó giác thôi chứ chưa vô thượng giác. Vô thượng giác là mình giác ngộ đến cái chỗ rốt ráo và không có cái giác nào hơn nữa. Cho nên chúng ta cũng có thanh lương, nhưng mà đôi khi cái thanh lương mình nó bình thường. Bây giờ là vô thượng thanh lương. Đức Phật dạy nè: này các thầy tỳ kheo, không có thể chứng ngộ vô thượng thanh lương, thế nào là sáu pháp? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo khi nào tâm cần hạn chế, khi ấy không hạn chế tâm. Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy lại không phấn chấn tâm.
là hai rồi ha. Khi nào tâm cần làm cho hoan hỷ, khi ấy lại không làm cho tâm hoan hỷ. Khi nào tâm cần trú xả, quán sát, khi ấy lại không làm cho tâm trú xả, quán sát. Xu hướng về hạ liệt, hoan hỷ, thân kiến. Đó là sáu pháp sẽ làm cho mình không được vô thượng thanh lương. Bây giờ Phật nói, thành tựu sáu pháp này các thầy tỳ kheo có thể chứng ngộ vô thượng thanh lương. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo nào tâm cần hạn chế, phải hạn chế. Thưa đại chúng, cái tâm của mình đó, nó chu du không bao giờ biết nghỉ. Có đôi khi mình nói thôi tôi mệt rồi, tôi đi ngủ à. Vậy mà leo giường, cái thân người ngủ mà cái tâm nó không ngủ. Nó du lịch tiếp. Nói cha, ngày mai làm gì đây ha. Có nhiều khi còn giúp trợ cho nó thêm gác tay lên trán nữa. Để cho nó có khả năng nó suy nghĩ dữ dội nữa. Cho nên thường thường mọi người nào mà gác tay lên trán, người ta đi ngang tới nó làm gì vậy? Suy nghĩ gì mà rầu rĩ gác tay lên trán vậy? Có phải không? Tại vì ngồi nằm không chưa đủ diễn tả cái suy nghĩ, phải gác tay lên trán một cái. Chứ có nhiều khi có nhiều người nói tối nay gác chân lên trán suy nghĩ. Nghĩa là mình nó có một cái, có một cái gì đó nó để nó diễn đạt được cái tâm mình đang chu du. Nằm thì mình gác tay lên trán, còn hễ mình ngồi thì làm sao? Vậy là người ta biểu lộ là mình đang suy nghĩ đó, phải không? Hay là mình đang ăn mà mình mơ màng màng vậy đó, ăn mà suy nghĩ gì vậy? Thật sự cái tâm của mình nó chu du. Thì nếu mà mình chu du cái kiểu như vậy á, thì làm sao mình có vô thượng niết bàn? Làm sao mình được thanh lương? Cho nên Đức Phật nói là nếu khi nào tâm cần hạn chế, phải biết hạn chế. Thí dụ như nó thôi, bây giờ mình ngồi thiền nè. Hạn chế đi, hạn chế suy nghĩ. À, nó vừa khởi lên, đang ngồi tỉnh nó khởi lên. Nói với nó, tôi đang ngồi tỉnh, anh đi chơi chút đi, chút ghé. Rồi trở lại với hơi thở. Chứ còn mà thật sự cái tâm của mình mà nếu mình muốn suy nghĩ không, không bao giờ dừng. Vì vậy cho nên á, đừng lầm, đừng tưởng là ngồi thiền là để cái tâm mình nó trống trơn nha. Không được nói như vậy. Có nhiều vị nói ngồi thiền đến khi nào tâm không còn suy nghĩ gì hết. Nói sai. Phải nói như thế này. Ngồi thiền để tâm còn không còn suy nghĩ tạp. Chứ còn suy nghĩ thì không bao giờ dừng. Còn sống là còn suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ thay vì mình suy nghĩ tạp, bây giờ suy nghĩ một thứ thôi. Đó là hơi thở. Tại sao phải lấy hơi thở? Vì lấy hơi thở để cho cái tâm mình nó trụ, nó có cái chỗ bám. Nó vào cái đề mục để đừng suy nghĩ khác. Ví dụ hôm nào mình không suy nghĩ hơi thở đi, mình suy nghĩ về câu niệm Phật. Hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Thì câu niệm Phật phối hợp với hơi thở, tâm mình nó bám, nó trụ vô đó, không cho nó đi xa hơn nữa. Rồi bây giờ không niệm hơi thở phải không? Bữa nay tôi giận quá, tôi buồn quá. Hít vô, tôi đang buồn. Thở ra, tôi biết tôi buồn. Buồn mà biết mình buồn, đỡ lắm. Tại vì có những người không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Tại có nhiều người than vậy đó, không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Còn mình bây giờ mình rất là rõ, tôi đang buồn. Và buồn cái gì? Cho nên có nhiều thầy, có hồi xưa có một thầy tỳ kheo, ổng ở trong chùa ổng tu mà mấy cái quán bar gần gần á. Nó hát cho ông ngồi trong này ông rầu. Nói trời ơi tại sao tôi giam đời mình như vô đây như một khúc gỗ. Thôi ông sắp sửa, ông mở cửa ông đi, chư thiên xuất hiện. Nói thầy đừng có đi, thầy có phước lắm thầy ở trong này đó. Thầy ở trong này đi, thầy nghe ké không trả tiền. Ra tới ngoài ngồi nghe, bất quá ồn ào lỗ tai mà phải trả tiền nữa, phải không? Nghe xa xa mà nó hay. Cho nên Phật dạy khi nào cần hạn chế tâm thì phải biết hạn chế tâm. Chữ chế là gì? Giảm bớt. Thí dụ như người ta nói là thôi tiết chế, tiết chế. Tiết chế. Tiết chế tức là mình làm cho nó ít trở lại.
ít trở lại. Cho nên cái chữ chế là mình dừng nó lại, mình ngự nó lại, chế ngự. Tại vì lúc đó đừng cho nó đi rong nữa. Khi nào cần hạn chế tâm, cần nên hạn chế tâm. Khi nào tâm cần phấn chấn, khi ấy phải phấn chấn. Phấn chấn là gì? Làm cho nó hưng khởi lên. Hồi nãy có một anh Phật tử, anh kể Pháp Hòa nghe là anh đi chơi. Anh đi chơi thì tới cái điểm hẹn rồi, bạn chưa tới, check in khách sạn rồi mà khách sạn rất là sang. Trong giỏ của anh nè, có tiền nè, giấy tờ nè. Và anh nói rằng tài sản của con có bao nhiêu con gom vô đó hết. Con là rất là thích mấy chiếc nhẫn, cho nên con đi nước nào con sắm một chiếc. Cho nên trong giỏ con là mấy chục chiếc. Thì qua Ý sắm một chiếc bên Ý, qua Úc sắm một chiếc bên Úc, nước nào con sắm một chiếc, bỏ con giỏ đó. Mới giờ bước ra ngoài cửa trông coi đứa bạn nó tới chưa, có mấy giây thôi, bước vô cái giỏ mất. Bước vô cái giỏ mất. Thì bây giờ phải báo cáo lên là mất. Cái biết Pháp Hòa, Pháp Hòa nói thì sao? Pháp Hòa nói ồ, mất nguyên cái bịch nhẫn đó đó, mà bây giờ có chịu được không, cái này mới là thiệt nhẫn đó. Thường thường mình rất là thích sắm nhẫn phải không? Nhưng mà có thể mình không nhẫn nổi. Cho nên Pháp Hòa mới nói mất những chiếc nhẫn trong giỏ là những chiếc nhẫn có hình tướng. Mà nhất những chiếc nhẫn có hình tướng đắt tiền đắt giá đó, bây giờ chúng ta ứng dụng cái nhẫn vô tướng coi chịu nổi không. Mới vừa check in khách sạn, chưa kịp đi đâu chơi hết, mất gần 5.000 đô trong giỏ. Mất nguyên bịch cà rá, mất nguyên bịch nhẫn, mà chưa tính là hộp sàn. Chưa tính những cái giấy tờ quý giá khác, coi như cuộc đời, nghĩa là bao nhiêu tài sản nằm trong đó hết. Tại vì vật bất ly thân. Rồi bây giờ nó ly một cái là sao? Vô thượng ly. Nãy giờ mình nói đó, có những cuộc đời mình có những cái mất, những cái lìa, nhưng mà lìa chút chút, nhưng mà kỳ này là lìa sạch xanh đó. Cho nên cái trường hợp này gọi là vô thượng ly, phải không? Pháp Hòa mới đùa. Nhưng bây giờ làm sao? Nếu như trường hợp mình vừa xong, mình mất cái mình buồn khổ, không đi chơi, cái này tiêu rồi. Mất của thì đã mất rồi, mà bây giờ đã tốn tiền vé máy bay qua đây đi chơi rồi, không lẽ bây giờ vì mất của tốn thêm cái vé đổi đổi tiền đổi đi về sớm để ngồi ở nhà rầu à? Phấn chấn tâm trở lại, của thì cũng mất rồi, báo cáo lên tòa đại sứ tôi mất passport rồi, tòa đại sứ có trách nhiệm lo giấy tờ cho tôi trở về, liên lạc với bạn gửi MoneyGram qua đi chơi tiếp. Trường hợp đó là, cho nên trong cuộc đời mình á, có những cái mà chúng ta gặp phải, như bây giờ chúng ta cần phải vui vẻ để cho nó qua một cái chuông này nè, cần phải phấn chấn tâm lên. Ví dụ bây giờ nhà mình đang có buổi tiệc vui, đùng một cái trong gia đình mình một hai người lục đục, thì mình biết rằng á, cái chuyện này là chuyện riêng của gia đình giữa hai người, nhưng mà đại gia đình hôm nay đang tập hợp và cần phải có một sự vui vẻ. Chứ còn mình mà thay sắc đổi diện á, là cả cái buổi tiệc này nó không còn ý nghĩa gì hết. Thì lúc đó cần phấn chấn, chúng ta nên phấn chấn. Để làm chi? Để chúng ta không làm cho chỗ này nó không còn mát dịu, nó không còn thanh lương nữa. Cho nên phấn chấn tâm để làm cho chỗ đó thanh lương. Pháp Hòa bay từ ở Minnesota khuya hôm qua về tới đây. Rồi tuần trước là đang ở chỗ khác, cũng phải bay về Windsor. Rồi tuần tới này đây Atlanta, xong rồi giảng buổi chiều Chủ nhật xong phải ra phi trường liền để lấy chuyến bay bay về lại Toronto. Bây giờ mình là đóng vai chánh, mệt cỡ nào đi nữa ra hỏi thầy khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe để chi? Để tao đưa danh sách cho mình đọc cho mát tay. Chứ nếu mình khỏe, mình nói mình không khỏe, người ta không dám ghi.
Tức là nhiều khi quý vị biết, nhiều khi mà cái danh sách cầu nguyện đó mà, nhất là cái mùa Tết đó, phải không? Mà mình cứ lên mình nói mình mệt thì người ta không thoải mái. Cho nên nhiều lúc đó, ở những cái nơi mà mình cần phải phấn chấn để cho làm cho tinh thần ở nơi đó người ta thoải mái thì mình phải phấn chấn. Có nhiều cái mình có thể làm cho mình phấn chấn. Ví dụ như mình có thể bước ra ngoài, mình đi dạo, mình làm cho tâm hồn mình nó thoải mái, nó nhẹ nhàng một chút. Rồi có đôi khi mình mệt á, mình tinh thần mình nó xuống dốc. Cho nên người ta ở thế gian đời ta có những câu chuyện cười, những cái hài kịch là để cho mình coi, để làm gì? Để mình cười thoải mái, cười sảng khoái, để cho mình quên những cái nỗi buồn đó, để nó phấn chấn trở lại. Hoặc là có đôi khi mình đọc một câu kinh, một câu chuyện nào đó để nó phấn chấn tinh thần của mình lại. Con người của mình á, mạnh dạn cỡ nào cũng có những lúc mềm yếu. Mình kiên cường cỡ nào đi nữa cũng có những lúc mình rất là mềm mỏng. Và thậm chí mình vững cỡ nào đi nữa có những lúc mình muốn như ngã quỵ. Thì những lúc như vậy thì mình phải tìm cái gì đó, một câu châm ngôn, cái câu gì đó để giúp cho mình phấn chấn tinh thần mình. Thậm chí mình nhìn các bậc cao đức. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thích đọc mấy cái sử của các vị tổ đó. Để làm gì biết không? Để cái công hạnh tu hành của các ngài á, nó làm cái sức mạnh để giúp cho mình vượt. Ví dụ như quý vị nào mà lỡ trong cuộc đời mình, lỡ này lỡ kia, lỡ con lỡ vợ gì đó, thì nó có cái bài thơ 10 lần trót lỡ. Ví dụ như cái câu đầu: lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho xong, lỡ con lỡ vợ lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên, mà lỡ mang danh nghiệp vang rền tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Mình có cái danh, cái vị trong cuộc đời, cái sự ganh tị chắc chắn phải có. Cho nên lỡ mang cái danh vang rền rồi thì phải sao? Tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Thưa đại chúng, Pháp Hòa làm cái bài thơ 10 lần trót lỡ cách đây cả chục năm trước, mười mấy năm trước. Và Pháp Hòa đã giảng cái bài đó 10 lần trót lỡ. Họ nhớ có lần giảng xong cái bài đó thì cô Phật tử có làm cái băng đó, cô mới nói: thầy ơi, lỡ một lần muốn chết, thầy lỡ tới 10 lần. Cho nên nhiều khi á, một câu kinh, một cái câu kinh, ví dụ như là cái bài sám mà hay đọc cho đại chúng nghe đó: thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một gò. Người si mê tài trí anh hùng, thông minh tài trí anh hùng, mà đối ngược lại là si mê dại dột, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cũng chung một gò. Sang mà đến bậc câu hầu, nghèo mà đối khác lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ái, phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng thác, sạc xài cũng vong. Sạc xài là nghèo nàn bình thường cũng tiêu, giàu sang cũng thác, sạc xài cũng vong. Cho nên thí dụ nhiều khi mình đọc được cái câu đó thì nó cũng nhắc nhở mình, nó cũng nhắc nhở mình. Cho nên mình phải có cách để mình phấn chấn. Ví dụ như mình gặp đứa con mình, sao nó học dở quá, nó không giỏi như con người ta, mình rầu lắm. Mỗi lần mình nghĩ tới nó cái mình rầu rĩ lắm. Phấn chấn lại: tuy nó học dở nhưng mà nó vẫn còn chịu khó đi làm kiếm tiền, nó sống, nó chưa có đi làm bậy, nó chưa có phải là cái người du côn. Thí dụ vậy, nghĩ cái đó mà an ủi mình. Mà trong cuộc đời này, thưa đại chúng, là nếu chúng ta chỉ nhìn cái bề tích cực của, tiêu cực của một người nào đó đó, thì hình như không người nào mình chấp nhận hết đó. Vì người nào mà không có cái điểm yếu,
Nhưng đừng có để cái điểm yếu đó làm cho tinh thần mình bị suy sụp. Mình phải nhìn vào đó. Ví dụ như giờ mình qua đây hơi trễ, hơi muộn, mình chưa có thành công được cái gì, nhưng không sao, ít ra mình được ở đây, mình còn đi làm đồng vô đồng ra, quan trọng là tương lai con cái. Còn mình là coi như không sao. Được thì được, không được thì thôi, không có gì phiền muộn hết. Xung quanh mình cũng bao nhiêu người, người ta cũng vươn lên mà. Hãy cố vươn lên mà sống. Nó có những cái lời hát đó. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mình đi một hồi thì cái đôi chân mình nó cũng mỏi. Nếu mà mình được chiếc ghế mà ngồi nghỉ tạm chút cũng mừng rồi. Và đôi khi mình sống sao? Em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Những câu rất là thiền. Những câu rất là Phật. Cho nên á, ta xin tháng ngày rồi bình yên. Một trong những câu trong cái bài hát Đời Đá Vàng. Bình yên mà phải xin đó, chứ không phải dễ có đâu. Ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ôi thôi đời ta phung phí. Cứ lo, cứ buồn, cứ khổ, cứ não, cứ chuyện này chuyện kia thì phung phí. Trong cơn muộn phiền, mình đã phung phí cuộc đời mình trong cơn muộn phiền. Ta xin tháng ngày rồi bình yên. Nếu chúng ta nhận được điều đó thì lập tức ở chúng ta đang ngay chỗ chúng ta đang khổ não đó thành thanh lương địa, thành vô nhiệt trì. Hồi nãy tâm mình nóng bức lắm, nghĩ tới con mình sao nó dở, máu mình nó lên, nghĩ đến người thân của mình sao nó như vậy, buồn khổ. Ngày hôm qua Pháp Hòa nhận được một cái thư của một Phật tử gửi, buồn một đứa con. Thì Pháp Hòa thấy rằng dù khuya nhưng mà Pháp Hòa cũng cố gắng trả lời cái mail này. Tại vì hôm nay là Mother's Day. Và cô đã nói rằng cô không có nhẹ nhàng trong cái ngày hôm nay. Mỗi năm tới cái ngày này cô rất là buồn, nghĩ tới đời sống của con mình. Thì đứa con nó rất là dễ thương. Nó chỉ có một điểm hay điểm nào nó chưa làm được cho ba mẹ nó thật sự hài lòng về nó thôi, chứ ngoài ra nó dễ thương lắm. Thì Pháp Hòa không muốn cái ngày lễ này cô lại có một ngày buồn như vậy, chứ Pháp Hòa phải trả lời liền như là một món quà nào đó để làm cho cô nhẹ ra. Dù hôm qua rất khuya, Pháp Hòa cũng ráng trả lời cô. Thì Hòa mới nói rằng mình nên ôm ấp nó, mình nên nhìn ở những cái đẹp của nó. Còn cái chuyện có nhiều cái nó đến trong cuộc đời đó, nó không có quyền lựa chọn. Sự việc nó đã đến thì phải đến. Thưa đại chúng, Pháp Hòa từng nghe những câu chuyện đau thương vô cùng. Thường thường người ta nói, người ta thường nói là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái phước thường ít khi nào nó đến hai cái một lúc lắm. Còn cái họa đó thường ít khi nào nó tới một cái lắm. Hết cái họa này vừa dứt, cái họa kia nó tới liền. Như có lần ngoài đi đám, người con rể vừa chết, ba ngày sau má vợ chết. Rồi vừa rồi ngoài đi một cái đám, người con gái mất, chưa kịp chôn nữa, đã mới có đang bàn tính đám tang thôi, mà người mẹ ruột cũng qua đời. Cho nên cuối cùng là phải làm cái đám tang cho người con xong rồi bắt đầu mới tới người mẹ. Tạm thời để người mẹ vô trong cái nhà hoàng. Trong một tuần lễ đang bàn chương trình tang lễ người con chưa rồi thì người mẹ mất. Thì quý vị thấy trong cuộc đời này, nếu mình so ra cái khổ của mình thì cái khổ mình chưa có là gì so với cái khổ của muôn ngàn người khác. Cho nên Pháp Hòa hay nói, so với cái khổ, so với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Lấy câu đó để em buồn. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi.
Tại vì trong cuộc đời này, bản chất của cuộc đời này, chúng sanh trong cõi đời này sống bằng cái chất liệu của khổ. Nói như vậy cũng là phải tiêu cực nha. Nhưng mà trước hết mình phải nhận cái này cái đã. Nhận cái này để làm gì? Để chúng ta thấy được nó và không than phiền về nó. Và chúng ta nhận phấn chấn mình trở lên. À, đời này vốn khổ mà tôi được vậy là tôi đỡ lắm rồi. Tôi nói tiếng Anh không có giỏi mà ít nhất Mỹ nó hiểu tôi. Được rồi. À, tôi nói không giỏi à. Vậy mà tôi làm nên sự nghiệp và tôi nuôi con tới ngày nó ra thành tài, vậy tôi đâu có dở lắm. Thấy không? Thật nữa đó quý vị thấy không? Thậm chí như mấy sư cô trong chùa Trúc Lâm của Pháp Hòa mà không biết tiếng Anh mà nói chuyện với Mỹ ngon lành luôn hết. Muốn mời anh uống cà phê không biết nói phải không? Cầm ly cà phê, you want, you want. Là nó hiểu ngay là anh cầm ly cà phê mà anh chỉ cần hỏi là tôi có anh muốn cà phê không. Bước anh, tay anh bước vô chùa, anh sư cô ra mở cửa nói thai thai, nó nói cái gì cũng biết còn cũng nghe chữ thai thôi, thai là thầy á. À, tôi biết là anh đang hỏi thầy phải không? Chỉ ra cửa, thầy đi rồi. Anh tay chỉ lại chiếc xe thầy còn đây mà sao nói thầy đi. Anh tay chỉ cái xe thầy, cổ mới nói ô thầy, thầy đi tụng đám ma. Cổ nhắm mắt cổ ngây đơ vậy đó. Cổ nhắm mắt cổ ngây đơ. Thầy, anh tay hiểu là hôm khác anh tới anh nói bữa hôm tôi tới tìm thầy, thầy đi funeral. Nói sao vô biết, nói sư cô làm vậy đó. Thưa quý vị thấy không? Phấn chấn không có gì khổ hết á. À, bà cụ mẹ của Diệu Tướng là bà Giác An, có một hôm đi ra cửa sao gió đập cái cửa khóa vô không được, mà ở trong nhà đang hâm nồi canh, không biết làm sao hết, gõ cửa người hàng xóm, đâu có biết nói gì đâu. Hàng xóm vừa mở cửa tông cửa vô, lấy cái nồi để lên trên cái bếp phừng phừng lửa vậy. Tay nó biết là ở nhà bên kia cái lò ở trên nồi, nó mới lấy điện thoại nó gọi giùm cho mấy cổ về. Quý vị thấy không? Là ai nói già không biết tiếng Anh. Ôi cha, rất rất là nhiều những câu chuyện vui mà những Phật tử mình mà khi mới qua Mỹ, cái cô Phật tử qua quen đó, cổ lấy chồng Mỹ mà cổ dưới quê, mà ông Mỹ đi về quê chơi gặp cổ thích, cưới cổ qua, trời đất ơi, tiếng Việt đánh viết còn không rồi nữa thì làm sao mà giỏi tiếng Anh. Vậy mà kêu chồng honey, ek ek ek. Ông biết đi mua trứng gà đó. Ek ek rồi đưa ra sao cung cung. Thật ra quý vị thấy là khi nào cần phấn chấn tâm, phải kiếm cách làm cho tâm phấn chấn. Thì khi mà cái người mà người ta, có nhiều người người ta biết cách, người ta làm cho cuộc sống của người ta nó và thậm chí một người mẹ, một người cha đó, không muốn các con hay là những người tới thăm mình khi mình bệnh mà họ buồn rầu, rất là vui. Vui mà nói những câu nói mà làm cho người khác khai mở. Cho nên cái vị đó là cái vị biết phấn chấn cái tâm của mình, biết phấn chấn cái tâm của mình. Khi nào tâm cần phấn chấn, vị ấy phấn chấn. Khi nào tâm cần làm cho hoan hỷ, khi ấy làm cho tâm hoan hỷ. Hoan hỷ là vui. Ngược lại với tâm không hoan hỷ là u sầu. Cho nên có nhiều khi, có nhiều vị ta buồn quá ta hát. Có nhiều Phật tử buồn quá làm gì? Tụng kinh. Nghiêu ngao mấy cái bài kinh, mấy cái bài sám. Nhưng mà những cái lời đó nhắc nhở mình. Những cái lời đó nhắc nhở mình. Chờ Pháp Hòa biết có những người mẹ đau lắm. Nhưng mà con cái tới thăm, tới chăm sóc, không bao giờ tỏ vẻ
đau khổ gì để cho các con mình thoải mái, làm cho người khác hoan hỷ bằng những câu chuyện vui. Cũng giống như ông cụ kia mà khi mà ông sắp mất rồi, quý thầy vô quy y cho ông, chịu quy y rồi, hồi lúc còn khỏe không chịu quy y, to hồi sắp mất rồi quy y mà rất là vui. Tới truyền tới cái giới thứ ba, nói đây là giới thứ ba Phật tử không được tà hạnh tà dâm á, Phật tử giữ được không? Thay vì ông nói giữ được, ông nói trời ơi trời, sắp chết tới nơi tà dâm gì nữa. Thứ nhất không sát sanh, Phật tử vừa được không? Ổng run run, dạ được. Ở cái giới thứ ba Phật tử không được tà dâm, Phật tử vừa được không? Trời ơi trời, chết tới nơi rồi dâm dục gì nữa. Rất là vui vẻ. Có những bác Phật tử bây giờ lãng tai không có nghe gì hết đó. Mà cái người lãng tai thường nói rất là lớn, tại vì họ nghĩ là người khác cũng không có nghe và nói rất là lớn. Nhưng mà khi mà mình đi lên thăm, mình nói còn bây giờ còn chứng quả thanh văn. Quả thanh văn là thường thường quả là nghe pháp, phải không? Hỏi sao chứng quả thanh văn, giờ không nghe gì nữa. Tức là khi mà không còn nghe là không có khổ đau phiền não. Không có khổ đau phiền não. Vừa rồi đó, đi Mỹ gặp hai cô Phật tử, thì hai cô này do bệnh rồi bây giờ mù không đi được. Cô mới tới, cô nói thầy ơi thầy, thầy có thần chú kinh gì tụng cho con sáng mắt không? Pháp Hòa nói không có chú nào tụng sáng mắt hết. Bây giờ chỉ có thím lo thím sáng mắt thôi. Nghĩa là gì? Bệnh cái thân mà không bệnh cái tâm. Có nhiều người mắt sáng rần rần vậy này, nhưng mà sống rất mù mờ. Rồi có nhiều người có mắt họ mù mờ, không thấy, nhưng tâm họ rất sáng. Nhưng mà ở đời sáng tâm hơn sáng mắt. Cái tâm mà sáng thì lời nói, việc làm, suy nghĩ, cách sống của mình nó khác. Còn cái tâm của mình mà không sáng thì dù cho mình thấy đường, nhiều khi có nhiều người thấy đường đó mà đi cũng té như thường vậy. Có nhiều người không thấy đường mà vì không biết là mình không thấy đường cho nên sao? Đi rất cẩn thận. Cũng giống như người biết mình bệnh cho nên ăn uống rất kỹ. Còn mình ý mình khỏe thì ăn uống sao? Ta lạ. Đó. Thí dụ như hôm nào mình biết mình không khỏe cho nên mình kỹ lưỡng cẩn thận. Còn thể khi nào mình mà thấy khỏe là mình hơi hơi hợt. Cho nên chưa chắc cái khổ làm cho mình thật khổ. Tại vì từ đó biết cho mình cẩn thận hơn để không vấp phải. Cho nên hồi sáng này Phó Hòa có nói, chú Minh ông mất. Sự ra đi của chú Minh nó cũng giống như là ông hy sinh, ông đánh một tiếng chuông cho tất cả mọi người chúng ta ở cái cỡ tuổi của ông. Bây giờ mình phải biết dừng đi. Nếu mình thấy rằng mình không còn phải lo cho ai nữa, con cái lớn hết rồi, bây giờ thật sự mình làm cho thiệt là nhiều tiền thì cũng cất để đó thôi, mình cũng có ăn hơn cái đó đâu. Cho nên như quan trọng là có sức khỏe. Mà Đức Phật nói trong cái 14 điều mà quý vị nghe, 14 lời Phật dạy đó, trong đó có một câu là gì? Tài sản lớn nhất của người đời là sức khỏe. Tại vì mà thật sự là vậy, nếu mình không có sức khỏe là không có gì hết. Cho nên cái gì mình bán bớt được bán, buông được bớt buông. Hoan hỷ khi ấy làm cho tâm hoan hỷ. Khi nào tâm cần trú xả, quán sát khi ấy làm cho tâm trú xả. Trú là ở mà xả là buông. Cũng giống như là hồi xưa có một vị thầy đưa một cái ví dụ. Có một vị Phật tử lên nói thầy ơi con khổ quá, thầy giúp cho con hết khổ. Ông thầy nói đạo hữu cầm cái ly nước, thầy rót nước cho đạo hữu uống rồi nói chuyện. Thì cái vị Phật tử mới cầm ly nước lên, ông thầy ông rót mà nước nó tràn, bị cái ly nó không có cái quai cầm vậy.
ổng rót mà nóng quá đó thì buộc lòng cái vị này phải làm gì? Buông. Ông nói biết buông rồi phải không? Tỉnh ngộ. Con có cố gắng ôm cỡ nào đi nữa, đến một lúc con buông hết nổi thì con cũng phải buông thôi. Cũng giống như là mình cầm ly nước nè, nó nóng nhưng mà ráng được. Tới hồi mà nước sôi mà nó trào ra tới tay rồi thì buộc lòng phải sao? Phải buông thôi. Thì ông thầy cũng đưa cái ví dụ cuộc đời này cũng vậy. Đến khi con có ráng cỡ nào đi nữa, tới lúc nào khỏi cần ai kêu biểu gì hết đó, con chịu hết nổi thì con cũng tự buông. Mà thật sự là như vậy. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình có muốn sống không? Mình có muốn duy trì hơi thở không? Muốn lắm, nhưng mà tới lúc đó duy cũng không nổi mà trì cũng không nổi. Ta kêu duy trì. Trì bên này cái khẹt cái lên, làm xuống cái khẹt cái, ta hồi mà tới lên nhướng mắt, ta kêu lấy hơi lên đó, trợn cái rồi khiền cái xong luôn. Cho nên ai cũng muốn sống và không ai muốn chết, nhưng mà đến lúc đó hơi thở không còn đủ sức nữa, thì mình đem cái hình ảnh đó để mình ví dụ vậy đó. Có nhiều khi á, một cái sự việc trong cuộc đời mình cố gắng mình giải quyết lắm. Thí dụ như cái tay này nóng quá thì mình còn tay này phải không? Đây. Đó, cuộc đời có đôi lúc cũng phải như vậy. Đó là mình cố gắng mình giải quyết cách này không được thì mình giải quyết bằng cách khác, chứ không buông, không bỏ cuộc liền. Nhưng mà đến cũng có những trường hợp là cầm hết nổi nữa rồi thì sao? Phải buông thôi. Cái hồi chùa Trúc Lâm dọn đó thì có hai cái tượng Văn Thù Phổ Hiền, mà ngày xưa tượng làm bằng xi măng nặng lắm nè, giống như mấy cái tượng qua Địa Tạng Quan Âm của chùa mình là cái tượng cũ đó, bây giờ không ai làm theo cái kiểu này nữa đâu, mà ngày xưa là cái thời mà còn đúc tượng bằng xi măng vậy đó. Thì thỉnh hai tượng Văn Thù Phổ Hiền qua, mà bữa hôm đó dọn về cái chùa đó đâu có ai khiêng đâu, con mình Pháp Hòa với các anh Phật tử mà khiêng cái tượng khiêng không nổi. Khiêng ra tới cửa rồi mà đưa lên xe truck đưa không nổi. Mà lúc đó Pháp Hòa có 20 tuổi à. Rồi cuối cùng quý vị biết không, buông hết nổi rồi Pháp Hòa phải chịu buông thôi. Tại vì Pháp Hòa chịu hết nổi rồi. Ảnh lên trên xe truck ảnh kéo Pháp Hòa với nạn mình mà bỡ. Làm sao mà bỡ được. Bây giờ nếu mà ráng là cái tượng nó đè mình luôn. Cuối cùng phải buông mà cái tay của Bồ Tát bị trầy bị gãy. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng thấy là trong cuộc đời, của cuộc sống của chúng ta có những lúc chúng ta rất muốn, nhưng mà tới hồi chịu hết nổi cũng phải buồn thôi. Cho nên lúc nào mà, khi nào mà chúng ta nhắc lên được thì chúng ta bỏ xuống được. Và mình bỏ xuống để làm chi biết không? Cho nó khỏe chút xíu rồi nhắc lên tiếp, chứ có ai dành đâu. Cái cực khổ không ai dành đâu, đừng lo. Mà sợ mất lắm, ôn hoài. Nhưng mà thật sự trong cuộc đời có những cái problem, những cái chuyện của mình. Ví dụ như hôm nay mình giải quyết chuyện này không xong nè, nhưng bây giờ cần đi ngủ, buông nó đi, đi ngủ đi, ngày mai khỏe ra khiêng tiếp. Không ai dành đâu, không ai nói trời. Thí dụ ta gặp mình ta nói trời tôi xin chia buồn với anh đó, ta nói nghe chơi đó, chứ mình đưa coi ta dám lấy không. Mặc dù mình nói là mình chia buồn, nhưng mà thật sự cuộc đời này mình có chia buồn được không? Rồi phải là ta gặp mình ta nói dạ tôi xin chia vui với anh, ai cho mà chia. Vui, vui, ai cho mà chia. Còn buồn người ta chia, không dám lấy. Họ đứng ra nói chơi thôi. Thì thật sự ra Pháp Hòa nói là nếu mình nhìn với cái nhìn trong sáng, với cái nhìn thực thế. Còn cái chuyện mà đối đãi trong cuộc đời này là vậy đó. Gặp nhau là chúc mừng anh, chia vui với anh, chia buồn với anh. Trong cuộc sống này chúng ta nói để có một cái lời an ủi với nhau. Còn tận cùng của thế gian này thì là như vậy đó. Cho nên á, có những cái chúng ta buông, không phải là chúng ta buông hẳn đâu. Chúng ta buông để chúng ta khỏe một chút, và để cho thử cho người đó tự họ phải làm cái việc đó có được không. Pháp Hòa ví dụ nè. Bây giờ Pháp Hòa cứ ở cái chùa Trúc Lâm và ôm việc hoài thì chừng nào mấy thầy đệ tử mới lớn được. Thôi bây giờ Pháp Hòa cứ còn hai con mắt khóc người một con
mắt nhắm mắt mở. Mình buông để mình phải đi công việc của mình, để cho các thầy tự phải cầm lên, tự phải xách lấy, tự phải khiêng lấy, tự phải làm lấy. Để lỡ mình có đi thì các thầy biết khiêng giác cỡ nào. Có cái ông đó đó, con ổng cứ biết về kiếm tiền ổng mà sống thôi. Ổng đuổi nó, ổng nói khi nào con làm được ra tiền á, con hãy về đây con nói chuyện với ba. Nó đi ra ngoài á, bà già tội nghiệp lén lén nhét tiền cho nó. Nó cầm tiền về nó, ba con đi làm con kiếm tiền rồi con đưa cho ba nè. Ổng cầm tiền ổng dục xuống đất, nó tỉnh bơ. Ổng nói vậy tiền này không phải của con. Ổng đuổi nó đi tiếp. Cuối cùng quý vị biết không, nó đi bán McDonald's. Lúc đó còn có mấy đồng bạc một giờ thôi đó, có 3 đồng một giờ thôi. Nó đi làm được mấy tiếng đồng hồ, nó đem tiền lương xét nó về, ổng cầm tiền ổng dục xuống cái mương đó, nó nhảy xuống nó chụp lại. Ông nói này là tiền thiệt của nó đó. Tại sao biết không? Lúc đó nó biết giá trị đồng tiền, cực khổ làm sao kiếm được mấy chục đồng này. Mà trước kia ổng dục cả 100 đồng nó không hề tiếc. Là gì? Không phải tiền do mồ hôi nước mắt của nó. Cho nên có nhiều khi người cha buông đứa con ra không có nghĩa là mình ác với nó, nhưng mà mình tập cho nó biết tự nó nhấc lên. Cũng giống như quý vị thấy nhiều lúc mình tập cho đứa con mình nó đi đó, phải không? Mình tập cho nó đi nhưng mình không có buông nó đâu. Mình vẫn ở ngoài sau nó. Mà thậm chí nếu mà cái chỗ đó nguy hiểm thì mình mới chụp thôi. Còn nếu chỗ đó té sơ sơ chút chút không sao hết. Để cho nó nhớ cái chỗ đó nó đau mà nó ráng. Ngày xưa có những vị mà người ta khuyên con đi học mà không nghe đó. Một bữa nọ trốn học đi về mà bà má đang may đồ mà thấy con mình trốn học đi về, cầm cây kéo phang vô cái chân đó, chày ngay cái chân đó. Vậy mà từ đó về sau, hễ cái vết sẹo đó mà nó nhìn xuống chân nó là nó siêng nó học. Thật ra trong cuộc đời có nhiều khi mình có những cái gì đó, nó sẽ giúp cho mình biết xả, biết buông. Và có giúp cho mình an trụ trong cái gì mình có thể làm được. Ví dụ như bây giờ á, bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái việc trú xả này. Bây giờ mình 70 tuổi rồi, có những việc mình không thể quan tâm con mình như hồi nó mình 50 tuổi nữa. Thôi bây giờ có những cái việc xả bớt đi, mình chỉ trú. Ví dụ nó về nó hỏi má ơi, cái đó làm sao, mình có thể giúp góp ý. Hay ba ơi làm sao, góp ý. Mình trú có những cái mình cần trú, nhưng mà mình phải xả bớt những cái mình cần xả. Cho nên cái trường hợp dạy Phật dạy là người biết trú xả, biết trú cái chỗ nào và biết xả cái chỗ nào. Thưa đại chúng, là trong cuộc sống của mình, nếu mà người nào mà cứ xả hết thì cũng không được, sạch sẽ còn gì. Không? Có nghĩa là cái xả đây là gì? Từ vật chất cho đến nội tâm. Khi nào cần trú xả, quán sát khi ấy làm cho tâm trú xả, quán sát xu hướng về thù thắng, hoan hỷ, niết bàn. Thù thắng là sao? Hồi nãy là mình xu hướng hạ liệt là thấp kém, còn bây giờ xu hướng thù thắng, tức là mình đưa cái tâm mình đến cái chỗ rốt ráo viên mãn, đến cái chỗ rốt ráo viên mãn. Cho trong nhà Phật dùng cái chữ thù thắng là cái gì nó vượt hơn những cái bình thường là thù thắng hết đó. Mặc dù cái chuyện nó rất bình thường, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Ví dụ như có nhiều người người ta chấp, ta nói trời, nó nói anh như vậy mà anh tỉnh bơ, anh không có buồn phiền gì nữa hả? Gặp tôi là nó chết với tôi. Mà thật sự cái câu nói đó đâu có gì nó quá đáng. Có nhiều khi nó do vô tình nó nói thôi. Mình lại chấp mình cái câu đó suốt đời. Còn cái người ta nghe, ta hiểu, ta xả một cái một. Cho nên á, đây là 6 cái pháp mà Đức Phật dạy. Và thưa đại chúng, cái tâm của mình á, nó có những cái tâm bất thiện và nó có những cái tâm thiện. Đức Phật dạy á, tâm thiện chúng ta có 11 thứ. Ví dụ một là chúng ta có cái tính.
Cái tâm thiện nó có 11 thứ. Một là tín. Người sống ở đời mà không có tin tưởng gì nguy hiểm lắm. Mình tin cái gì? Mình tin cái gì chân thật, tin cái gì chân thật trí tuệ. Và từ cái tin nó đối trị cái gì? Cái tin nó đối trị cái bất tín. Con người mà không có niềm tin nguy hiểm lắm. Không tin trời, tin Phật, tin Chúa, tin thánh thần, tin tội, tin phước, tin nhân, tin quả, cái gì cũng không tin nguy hiểm lắm. Vì cái người này sẽ sống bất chấp. Cho nên người mà có tính là một cái tâm tốt. Cho có nhiều khi Pháp Hòa thấy có nhiều vị người ta còn tính, nhưng mà người ta, cái tính của người ta nó còn mê lầm lắm. Nhưng mà không sao, kệ, từ từ rồi mình chuyển người ta. Nhưng mà ít ra người đó còn biết có thánh thần trời Phật. Ví dụ như cái người đó họ cầm một xấp giấy tiền vàng bạc, họ tới trước Phật họ khúng vậy, con xin cúng Phật mớ tiền, Phật phù hộ cho con việc này việc kia vậy đó. Đối với mình là cái người tu chánh pháp là cái này mình không chịu rồi đó. Nhưng mà bây giờ ít nhất cái người này cũng còn biết quỳ lại Phật, còn hơn là phỉ báng, không tin. Mỗi năm họ còn sợ bệnh tật, họ lên chùa họ ghi tên cầu an. Nghĩa là họ còn biết về chùa, còn hơn là họ nói tôi không có còn tin tưởng gì nữa, nguy hiểm lắm. Cho nên đặc biệt là cái niềm tin của chúng ta là cái gì chân thật trí tuệ chúng ta tin. Từ đó nó đối ngược lại, nó độ được cho cái bất tín là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái tâm thứ hai mà chúng ta có được là gì? Là tàm. Tàm là gì? Hổ thẹn với chính mình. Tàm nghĩa là mình tự xấu hổ. Thí dụ mình làm cái gì sai, tự tâm mình xấu hổ. Và nhiều khi trước mặt một cái gì đó cái mình lỡ lời, cái trời ơi mình khó chịu ghê. Lát mình phải gặp lại cái người đó mình nói xin lỗi, hồi nãy tôi không có ý đó, mà tôi sơ ý tôi nói câu đó, mà nãy giờ tôi chưa kịp xin lỗi anh chị, tôi khó chịu ghê. Đó là mình tự xấu hổ. Thì tự cái xấu hổ đó gì? Nó đối, nó độ được cho cái tâm không xấu hổ. Có nhiều khi người mà sống không xấu hổ khổ lắm. Còn người mà có xấu hổ đỡ. Cho thưa đại chúng, hồi xưa mình đi tu á, cái người mà xuất gia đó, đi vô tu á, là học cái bài kệ mặc áo mặc quần. Thì trong đó có một cái bài kệ á, trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh, phục chư thiện căn cụ túc tàm quý. Nếu mặc quần dưới, cầu cho chúng sanh đầy đủ pháp lành, rồi phục chư thiện căn đầy đủ sự hổ thẹn. Tại sao chúng ta mặc quần áo? Để che thân, để chúng ta không hổ thẹn. Thường thường mình lỡ mình ăn mặc không có được kín đáo, mình hổ thẹn lắm. Thì bây giờ mình che thân là để tránh đi cái trường hợp không hổ thẹn. Cho nên á, những cái bài kệ á, mà nhắc nhở chúng ta, nó có chuyên chở cái đạo lý trong đó. Thì cái người mà người ta còn tỉnh, người ta hổ thẹn cho nên ăn mặc mà nó không được đàng hoàng, người ta ngại ngùng. Còn cái người mà ta bệnh tâm thần thì sao? Ta không biết gì nữa hết. Người ta xé quần, xé áo người ta. Ta không còn biết hổ thẹn. Cho nên tàm là tự xấu hổ. Mà quý là thẹn với người. Mà thẹn với người là ngược lại chúng ta. Ngược lại để độ được cái gì? Cái tâm này để trị cái gì? Tâm không biết hổ thẹn. Là ba thứ rồi phải không? Cái thứ tư là gì? Là vô tham. Vô tham cái gì? Không tham cái gì? Không tham những cái dục lạc thế gian. Ví dụ một người tu, một người xuất gia, mình đã chọn cuộc đời xuất gia rồi thì những cái vui thú bình thường của thế gian mình không thể đi vào đó được. Ví dụ như một cái buổi tiệc gây quỹ của hội, của chùa mình có mặt. Nhưng mà dĩ nhiên là không bao giờ cái vị xuất gia đó tự ý đi xếp hàng mua vé để mà đi coi gala cười, đi coi những cái show nhạc thế gian. Thì cái đó nó không hợp với mình. Hay là đi coi những cái phim mà đi coi đá bóng, hay đi coi hockey, football gì đó. Có những cái mà mình phải tránh đi để nó giúp cho mình trừ đi những cái gọi là mình
thẹn với người, hổ với mình, hay là hổ với mình mà thẹn với người. Cho nên vô tham có cái được cái tâm đó, tâm không còn ham muốn những cái dục lạc bình thường thế gian. Cái thứ năm là gì? Là vô sân. Vô sân với cái gì? Với những cái trái ý nghịch lòng của mình. Cuộc đời này hàng ngày chúng ta ngược lại, chúng ta có một cái là sân. Hễ cái gì nghịch ý mình là mình sân. Mà nhiều khi cái chuyện nó bất bình thường, không có gì quan trọng cả, mình vẫn nổi sân rất dễ dàng. Thì và cái người mà có cái tâm thiện á, là không có sân. Còn người mà cái tâm bất thiện là gì? Là sân. Mà khi sân thì nó có thể dẫn mình tới những cái trường hợp khác. Cái thứ sáu là gì? Là vô si. Hồi nãy mà nói ha, có tính nè, tính, tàm, quý là ba rồi phải không? Vô tham, vô sân, vô si là sáu cái. Vô si là gì? Là xử lý rõ ràng không mờ ám. Tức là mình rõ ràng mọi việc, không có mờ ám, cho nên mình không bị si mê. Pháp Hòa ví dụ cái gì gọi là xử lý rõ ràng? Chẳng hạn như mình tụng kinh có cái mỏ, có cái chuông, thì mình biết cái mỏ, cái chuông chỉ là cái sự tướng để giúp cho đại chúng tụng kinh hòa nhịp với nhau. Bây giờ lỡ hôm nào mình ở một trường hợp không thể sử dụng chuông mỏ, vẫn bình an như thường, không có mê lầm. Trời ơi, tụng kinh không có chuông mỏ làm sao linh. Nhiều khi khỏi cái mỏ đó, mỗi người lật một cái mỏ là đã đủ rồi. Cái mỏ kia nó ồn ào chứ làm gì đâu. Ví dụ như mình đi vô bệnh viện á, cái người người ta đang hấp hối, người ta sắp mất á, mình phải niệm Phật sao mà thật là nhẹ, để trợ duyên trợ lực theo cái hơi thở người mất, chứ không phải mà vô làm rần rần lên, bon cóc rồi đụng lum xùm lên hết. Người đang nằm mình hộ niệm chưa tắt thở mà người nằm kế bên tắt trước. Nhiều khi cái phòng hai ba người nằm trong á, cái người mà mình muốn hộ niệm á, họ chưa đi mà cái người kế bên đã đi rồi. Cho nên mình hiểu được chuông mỏ chỉ là sự tướng, là một phương tiện để giúp cho tụng kinh có hòa nhịp. Cây nhang chỉ là phương tiện để nói lên cái khói hương, cái giới định của mình. Chứ còn lỡ trong trường hợp không được thắp nhang cũng không sao cả, đừng nghĩ phải có thắp nhang. Cho nên á, mình tu Phật á, có nhiều khi mình làm rất nhiều những sự tướng, nhưng mà có những lúc không hề có một sự tướng nào mà tâm mình vẫn an. Cái người đó là không bị si mê lầm lạc. Có thì tôi sử dụng, không có à thôi. Thí dụ ngày xưa mình mới qua đây nè, làm gì có đèn cầy đỏ, tất cả là đèn cầy trắng hết, tại vì người ta ảnh hưởng Tây phương. Nhà thờ ta thắp đèn cầy trắng. Người Tây, người Mỹ, người Tây đám cưới xài đồ trắng không? Hoa trắng, áo trắng, khăn trải bàn màu trắng, thậm chí nguyên một cái tiệc cưới đó, cái chủ đề của cái hoa đó là màu trắng. Trắng và tím ví dụ vậy. Mà mình là người ở đông là mình thấy nó mình sợ muốn chết. Bắt đầu mình là cái gì cũng đỏ hết. Thảm đỏ, áo đỏ, cái gì cũng đỏ hết. Trên này nó cũng đỏ đỏ, chỗ này nó cũng đỏ đỏ. Coi như một màu đỏ là tại quan niệm của mình là đỏ cho nó hơn. Thật ra hồi mình mới qua đèn cầy đỏ đâu mà thắp, thì cũng phải chấp nhận thắp đèn cầy trắng thôi. Thật ra thưa đại chúng là tất cả những cái hình tướng nếu cần làm mình sẽ làm, nhưng mà nếu không có thoải mái, không có gì trở ngại. Cái trường hợp đó là vô si đó. Mình làm mình hiểu. Ví dụ như giờ mình đem chén chè lên mình cúng Phật đó. Cái người mình ta ngồi dưới ta cười, ta nói trời ơi còn mê tín kìa, bưng chè lên cúng Phật. Xin lỗi, tôi làm mà tôi biết đó. Tôi bưng chén chè đây là sự tướng để tỏ lòng tôi nhớ Phật, tôi tưởng Phật, chứ tôi biết Phật có ăn uống gì chén chè này. Tôi làm mà tôi không có mê đâu. Vì tôi làm là bày tỏ cái lòng thôi, chứ tôi không có bị mê lầm, cho anh là không có phải là si.
Chứ làm mà không mà hiểu rõ ràng sự tướng, còn không thì mình si mê mờ ám. Cái thứ bảy là gì? Tinh tấn. Tinh tường và tấn tới, gọi là tinh tấn. Mà cái tinh tấn đó nó, tinh tấn cái gì? Dứt các điều ác. Tinh siêng năng dứt các điều ác và siêng năng làm các việc lành. Cái này là mới siêng nha. Cho nên khi mà nó tinh tấn, không phải chỉ tinh tấn một chiều là tinh tấn làm lành, mà cũng phải tinh tấn trừ dữ, trừ xấu. Bỏ cái xấu đi, siêng năng bỏ cái xấu, siêng năng làm việc lành. Cho nên cái chữ sa di á, mình đi tu mình làm sa di, mới đầu vô tu làm sa di, thì sa di có ba nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất của sa di là gì? Là tức từ. Chữ tức là gì? Là chấm dứt. Chấm dứt cái gì? Chấm dứt cái ác. Để phát triển cái lòng từ bi, cho gọi là tức từ. Chứ đừng có đọc thành lầm là tức từ. Tức từ. Phạn ngữ sa di. À, trong bản tiếng Hán của luật sa di, phạn ngữ sa di, thử vân tức từ, vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm, vi từ tế chúng sanh giả, diệt dân cầu tịch, diệt dân cầu sắc. Chữ phạn gọi là sa di, phạn ngữ sa di, thử vân tức là phương này, tức là Trung Quốc á, dịch là tức từ, là dứt ác làm lành. Thử dân tức từ nghĩa là gì? Vị tức ác hành từ tức thế giả. Người có nghĩa là mình bỏ cái ác để mình làm cái lành. Còn có nghĩa là cần sách là siêng năng. Còn có nghĩa nữa là cầu tịch, là thích chỗ yên tĩnh, vắng lặng. Nghĩa của chữ sa di. Sa di có ba nghĩa. Cho nên người ta hỏi mình tinh tấn gì? Tinh tấn bỏ cái ác, tinh tấn làm việc lành. Thí dụ như mình ăn chay tinh tấn, tụng kinh tinh tấn, niệm Phật tinh tấn, bố thí tinh tấn. Cái thứ bảy, thứ tám là gì? Là khinh an. Khinh an là gì? Là nhẹ nhàng, thư thái, xa lìa cái bực bội, trị cái bệnh hôn trầm. Khi tâm hồn mình nó khinh an, thân thể mình khinh an, tâm hồn mình khinh an, thì bỏ được cái bực bội. Mà con người mà thoải mái thì con người đó không có gì, không có. Thí dụ hôm nào mình ngủ đủ rồi, tinh thần mình sao? Sảng khoái, sức lực đầy đủ. Hôm nào mà nghỉ không đủ, dưỡng không đủ thì mình yếu ớt, thậm chí thiếu ngủ. Mình có thể ngủ gật trong khi mình lái xe, trong khi mình ngồi ăn cơm, ví dụ vậy. Đặc biệt là lúc tụng kinh nghe pháp, ngủ dữ lắm, ngủ ngon nữa. Tại vì ông thầy cứ rè rè rè, ông nói gì không? Giống như là mấy cung đàn, mấy bậc vậy đó. Khinh an. Tâm mà khinh an thì trị được hôn trầm. Cái thứ chín là gì? Bất phóng dật. Nghĩa của chữ phóng dật là buông lung phóng túng. Mình buông lung phóng túng. Mình mà buông lung phóng túng thì sao? Có thể mình làm những việc nó sai quấy. Ví dụ như người ta rủ mình uống rượu thì thôi, mới đầu mình nghĩ đơn giản là xả dao, xả hội thành xả láng. Mà cái người mà uống say rồi, đôi khi mình không tự chủ được mình, mình có thể làm những điều sai quấy. Hoặc là người ta lợi dụng cơn say của mình để người ta gài ép mình vào những cái việc tội lỗi. Mình coi phim hay là mình đọc truyện, mình cũng biết mấy chuyện. Mà thế gian nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Người ta phục rượu cho mình sai rồi thì người ta có thể gài mình vào những cái chuyện sai lầm, để mình phải tù tội vương mang, vân vân. Cho nên bất phóng dật là gì? Không phóng túng, buông lung. Mà trị cái bệnh gì? Trị cái bệnh gọi là buông lung. Cho nên chữ buông lung là vậy đó. Trong cái danh từ Phật học là phóng dật. Phóng dật nghĩa là buông lung phóng túng. Vì vậy mà cái bài tụng buổi chiều đó, nhắc nhở chúng ta đó. Hôm nay đã qua rồi, đời sống ngắn lại rồi. Đại chúng hãy nhìn cho kỹ cuộc đời mình, cuộc sống mình như con cá ở trong ao nước. Mỗi ngày mỗi dần cạn nước, nào có vui gì đâu. Đại chúng hãy siêng năng tinh tấn như lửa cháy, như cứu lửa cháy trên đầu. Hãy niệm, hãy nhớ vô thường.
Hãy nhớ vô thường thậm vật. Thậm vật là gì? Cẩn thận. Thậm vật phóng dật. Cẩn thận chớ có buông lung. Cẩn thận chớ có buông lung. Mỗi năm mà các thầy mà lên an cư á, đi vô an cư á, xin đi an cư 3 tháng hay là 10 ngày tùy theo nơi tổ chức, thì cái vị nhỏ quỳ dưới nói với vị, vị ngồi ở trên nhận cái an cư đó: Đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng con về đây chùa này nè để an cư trong 3 tháng, trong 2 tuần gì đó. Nếu mà phòng xá có tu hư hoại sẽ tu bổ. Vị nói, vị kia mới hỏi chứ nương vị nào làm thầy, hỏi y vị nào làm luật sư, thì trả lời dạ y hòa thượng, thượng gì hạ gì đó. Cẩn thận chớ có buông lung là câu cuối cùng để nhắc nhở nha. Thì cái vị quỳ dưới, dạ con xin nghe. Mà hồi xưa tiếng Hán gọi là ông thầy nói thiện, dưới đáp nhị, thiện là tốt lắm, nhị bất phong dật. Hai cái cuối cùng là gì? Xả. Xả là gì? Xả những cái chấp trước. Thường thường đó, nó ngộ một cái là cái gì mà ai làm trật đó, để trong bụng. Cái gì mình làm cho người ta đó, để trong lòng. Không có gì xả hết. Cho nên giống như mà mình lặt rau vậy đó. Cái ngon cũng bỏ một rổ, mà cái hư cái hôi gì cũng bỏ một rổ, rộn lát không biết cái nào ra cái nào hết. Cho nên xả là gì? Nếu mình làm cái điều gì tốt cho ai, làm xong thôi đừng dính mắc. Mình mà dính mắc rồi mai mốt người ta không làm lợi cho mình cái gì, cái mà mình buồn mình khổ. Cho nên làm xong xả liền. Cái cuối cùng là gì? Bất hại. Là đừng có tổn thương lòng từ bi của mình. Mình luôn luôn nuôi dưỡng lòng từ bi và không nuôi cái tâm hại ai hết. Dù ai có xấu. Vừa rồi con em nó mới hỏi Pháp Hòa, chứ bây giờ con biết như vậy đó. Mà hãy con nói ra là người đó sẽ có hại đến gia đình của con. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ á, người mà làm sai luật pháp, trước sau luật pháp cũng sẽ tìm ra. Bây giờ mình là một mình à, phải không? Mình chống lại họ rồi họ có cái hại lại cho gia đình mình, nguy hiểm lắm. Cho nên bây giờ chưa đến lúc phải làm cái việc đó. Thì thôi mình nên né tránh đi. Còn nếu họ làm sai thì trước sau luật pháp cũng sẽ biết điều đó. Lòng mình không muốn tổn hại người khác, nhưng mà có những cái mình không thể nói, bởi vì nó không có lợi cho mình trong lúc đó. Cho nên có những cái không phải không nói là tốt, hay là nói mới tốt, mà chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta nhìn lúc nào cần nói, và nói như vậy có hại cho ai. Và nhiều khi hại một người đó đã đành rồi, mà hại cả tập thể mới nguy hiểm. Cho nên mình phải có cái tâm bất hại. Thì đó là 11 cái tâm thiện, để nó ngăn ngừa cái tâm bất thiện. Thì tâm bất thiện là luôn luôn sống bằng tổn hại. Pháp Hòa đọc lại 11 cái tâm này trước khi mình nghỉ ha. Một là tính, hai là tàm, ba là quý, bốn là vô tham, năm là vô sân, sáu là vô si, bảy là tinh tấn, tám là khinh an, chín là bất phóng dật, 10 là xả, 11 là bất hại. Đó là 11 cái tâm thiện mà Đức Phật đã dạy. Và ngược lại 11 cái tâm này là 11 cái tâm bất thiện. Và hôm nay mình học cái bài kinh này là gì? Đức Phật dạy chúng ta có 6 cách không? Để chúng ta điều phục cái tâm mình. Khi nào tâm cần chế ngự, nên chế ngự. Khi nào tâm cần làm cho nó phấn chấn, làm cho nó phấn chấn. Khi nào tâm cần làm cho hoan hỷ, nên làm cho hoan hỷ. Khi nào tâm cần trú xả, nên làm cho nó trú xả, vân vân. Được như vậy thì chúng ta đưa tâm mình tới cái chỗ thanh lương cao tột. Thanh lương là trong và mát. Ai cũng muốn sống bằng cái sự thanh lương này hết. Mà nếu chúng ta sống được như vậy, không phải mình thanh lương không, mà xung quanh mình cũng được thấm nhuần cái tươi mát đó của mình. Thôi, đó là cái bài kinh mà chúng ta học trong cái lần Phật đản này. Chúc đại chúng an lạc. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về
khâm tân cả đề và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.